Mọi nền văn minh trên thế giới đều gắn liền với những dòng sông. Nền văn minh Trung Hoa gắn với dòng sông Trường Giang, Hoàng Hà, văn minh Ai Cập với lưu vực sông Nin, và nền văn minh rực rỡ hơn 4.000 năm lịch sử của người Việt không có dòng sông nào khác ngoài sông Hồng. Con sông Hồng chở nặng phù sa không chỉ nuôi dưỡng bao tâm hồn Việt mà còn là nhân tố tiền đề tạo nên cảnh quan tiêu biểu của Thăng Long, Hà Nội. Dòng chảy của con sông Hồng nuôi dưỡng cho những ruộng lúa, là nguồn sống của vùng cư dân nơi mà nó đi qua, là cái nôi của nền văn minh sông Hồng. Và cái nôi của nền văn minh sông Hồng ấy chính là thủ đô Hà Nội. Thể nói rằng là thiên nhiên đã ưu đãi cho dân tộc chúng ta có một cái con sông mà gọi là con sông Hồng, con sông lịch sử. Con sông nó đã gắn kết lại rất nhiều giữa cái, nó nối liền giữa cái các cái tỉnh ở đồng bằng sông Hồng này. Nó đem lại một cái lợi ích lớn cho nhân dân của đồng bằng Bắc Bộ. Thì tôi nói đứng về mặt lợi ích kinh tế, đó là con nối cung cấp dòng nước cho cả cái sản xuất của các cái miền đồng bằng Bắc Bộ này. Và nó cũng là con sông giao lưu để cho làm cho cái con như là một cái giao lưu về kinh tế và sông nước đó, tức là thuyền bè đi lại để mà nó giao lưu nó đi. Mà ngày xưa là cái lợi ích, ngày xưa cái giao thông nó ở trên bộ nó kém lắm, thì cái con giao thông con sông Hồng là cực kỳ quan trọng. Đấy, tất cả đều là cái giao thương của các nước, trong nước và các nước đều giao thương. Nhất Kinh Kỳ, Nhì Phố Hiến, nó đi vào ở Phố Hiến, tức là Kinh Kỳ tức là Thăng Long, và Phố Hiến tức là ở Hưng Yên. Đấy là những cái nguồn, các cái luồng buôn bán hàng hóa giao tiếp vào cho đồng bằng sông Hồng này là đều qua cái dòng sông Hồng này, qua nó nhập vào cái Kinh Kỳ và Phố Hiến. Ngày nay, con sông Hồng vẫn uốn khúc, lượn quanh, ôm thủ đô thân yêu vào lòng. Nó như một phần cơ thể của người Hà Nội, một phần không thể thiếu của thủ đô thân yêu, là ký ức, là hiện tại và là tương lai của thủ đô Hà Nội. Vẫn ngày ngày bồi đắp phù sa cho những cánh đồng màu mỡ, nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Hà Nội có rất nhiều hồ. Ít ai biết rằng Hà Nội là một trong những thủ đô có nhiều hồ nhất trên thế giới. Những khoảng hồ lớn nhỏ trải khắp trong lòng Hà Nội như những bông hoa nở rộ giữa mùa xuân, vừa là khoảng thở cho đô thị,
vừa là cảnh quan thơ mộng của đất Tràng An. Trong đó, Hồ Tây có diện tích lớn nhất với diện tích lên tới gần 500 hectare, đem lại những làn gió mát và không khí trong lành cho cư dân thủ đô. Theo những tài liệu lịch sử còn ghi chép lại, thì Hồ Tây vốn là một khúc của con sông Hồng. Hồ Tây xưa kia rộng và dài từ Tây qua Bắc sang Đông, nhưng đã được hay bị người Thăng Long, Đông Đô, Đông Kinh cùng với thời gian đắp và lấp thành từng đoạn. Vì thế mà chia cắt thành nhiều hồ như hồ Cổ Ngựa, rồi hồ Trúc Bạch, tên xưa cũ là hồ Giặt Lụa, và hồ chính là hồ Tây của ngày hôm nay. Hồ Tây là một cái hồ tuyệt vời và một lá phổi của thủ đô Hà Nội và những cái thủ đô khác không có. Thiên nhiên cho ta được một cái ưu đãi là có một cái hồ lớn như thế, mênh mông như thế, có rất nhiều cái yếu tố tâm linh, nhiều cái yếu tố văn hóa nó nằm xen kẽ trong cái hồ Tây đó. Thì đây là một cái điểm văn hóa cực kỳ hấp dẫn chúng ta phải làm. Thì hiện nay này, và như vậy thì nó tạo ra cho Hà Nội thêm vẻ đẹp mà nơi khác không có được. Theo con đường cổ ngư xưa, nay là đường thanh niên, con đường vốn đã đi vào thơ ca và những bài hát quen thuộc, để rồi trở thành một hình tượng về nét đẹp của Hà Thành. Dạo chơi thong thả quanh hồ, sẽ nhận ra nhiều điều thú vị, cảm nhận được cái ngào ngạt của đất trời, của sen Tây Hồ. Loài hoa vươn lên từ sình lầy, nhưng chẳng chút vương bận của hôi tanh. Loài hoa tinh khiết, hội đủ mọi tinh túy, vươn mình trở thành quốc hoa, tiêu biểu cho tinh thần con người Việt Nam. Từ xa xưa, Hồ Tây đã là danh thắng nổi tiếng. Các vị vua thời Lý, thời Trần đã lập nên quanh hồ nhiều cung điện làm nơi nghỉ dưỡng sau những buổi thiết triều. Xung quanh Hồ Tây cũng được tô điểm thêm nhiều nét chấm phá bởi nhiều làng nghề, những đền chùa vang danh lừng lẫy của đất kinh thành. Làng Đúc Đồng Ngũ Xã, làng Hoa Ngọc Hà, Đầm Sát Cáo, Hồ Châu Vàng, Hồ Mù Sương, Phủ Tây Hồ, Chùa Trấn Quốc. Mỗi cái tên gắn liền với một truyền kỳ. Ta bắt gặp ở đây cái hồn núi sông ngàn năm, lắng đọng đủ mọi chủ đề thần thoại Việt Nam, giàu chất thơ và mộng.
Nếu Thăng Long Hà Nội là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, thì Hồ Gươm chính là nơi lắng hồn của Thăng Long Hà Nội. Hồ Gươm được xem như con mắt của rồng, của thế rồng bay. Hồ Gươm có bề dày lịch sử và huyền thoại song hành với bề dày lịch sử của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội, là trái tim của thủ đô yêu dấu, là lá phổi của thành phố. Nhà thơ Hy Lạp Ludemit đã ví Hồ Gươm là lãng hoa xinh đẹp giữa lòng thành phố. Cùng với tiến trình hình thành Thăng Long, Hà Nội, Hồ Gươm cũng chứa đựng trong mình những giá trị văn hóa, lịch sử với những nét riêng vô cùng độc đáo. Hồ Gươm được xem là nơi hội tụ của huyền thoại và biểu tượng, một không gian phản chiếu những yếu tố tinh thần, tôn giáo, vừa linh thiêng, huyền bí, vừa lãng mạn, giàu chất thơ. Nơi hội tụ những kết tinh văn hóa, những gắn bó về tinh thần, thể hiện chất nền sâu thẳm của một nền văn hiến Thăng Long đã ngàn năm tuổi. Dù trong hay đục, dù cạn hay sâu, Hồ Gươm đều gắn bó mật thiết với kiến trúc, với lãnh thổ mà nó tạo nên. Không có một cái thủ đô nào có được một cái hồ như cái hồ Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm nằm giữa cái rốn của thủ đô Hà Nội, của thủ đô Thăng Long. Và không những nó là một cái hồ, mà cái hồ này còn mang một cái ý nghĩa lịch sử nữa, tức là hồ Hoàn Kiếm, mà có liên quan đến cái truyền thuyết rùa vàng thu lại cái kiếm sau khi mà vua Lê đã chiến thắng. Cái truyền thuyết đó tạo cho người ta, khách du lịch ta cảm thấy rằng ở đây không những nó vừa đẹp, cái hồ Hoàn Kiếm nó vừa đẹp mà nó vừa thiêng, tức là nó có cái ý nghĩa tâm linh mà ta ngưỡng mộ. Truyền thuyết về vua Lê trả lại gươm báu cho thần Kim Quy, dã từ chiến tranh, vang lừng sử sách, là niềm tự hào của mọi thế hệ. Nó thể hiện một cách hữu hình những nét tổng hợp đại diện cho nền văn hiến lâu đời của Hà Nội. Đó là sự giản đơn, tự nhiên, cân bằng và tinh tế. Hồ Gươm là nơi hội tụ khí thiêng của đất trời và lòng người. Những dịp lễ trọng đại của Hà Nội, của đất nước, nhân dân bốn phương đều hướng về Hồ Gươm để chào đón, tham gia các sự kiện lịch sử. Dù khách nước ngoài đến Việt Nam không thể không đến với Hồ Gươm. Các thi nhân từ cổ chí kim đều đã từng lấy Hồ Gươm làm đối tượng sáng tác và đã có nhiều áng thơ văn lãng mạn với Hồ Gươm. Nhiều tuyệt phẩm đã sống mãi với Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Hồ Gươm, nét đẹp trong thi ca, trong đời sống hàng ngày và mãi là biểu tượng của thủ đô vì hòa bình. Theo dòng chảy của con sông Hồng, về với ngoại thành Hà Nội có khu du lịch Đồng Mô với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, nơi có bầu không khí trong lành và những câu chuyện huyền thoại về vùng đất và con người nơi đây. Thắng cảnh Đồng Mô đang được lựa chọn là điểm đến đầy lý tưởng cho du khách. Không gian và cảnh quan ven hồ tạo ra tiềm năng du lịch sinh thái vô cùng to lớn,
là điểm dừng chân không thể bỏ qua cho những du khách yêu thích du lịch dã ngoại, sinh thái và môi trường. Với sức chứa khoảng 800 hectare, Hồ Quan Sơn là một thắng cảnh đẹp. Đứng trên bờ, du khách đã nhìn thấy những dãy núi đá chập trùng của thiên nhiên soi mình dưới làn nước xanh mát của hồ. Núi ở đây có tới 20 ngọn, lớn, nhỏ, kéo dài, ôm ấp các hồ nước. Lại có nhiều núi đá vách dựng đứng nằm giữa lòng hồ, trông xa như những bán đảo nhỏ. Nằm cách trung tâm thủ đô khoảng 50 km về phía tây, với khí hậu núi cao, trong lành và mát mẻ. Từ lâu, vườn quốc gia Ba Vì trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước. Đến vườn quốc gia Ba Vì, du khách sẽ được đắm mình giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng, được trở về với truyền thuyết sơn tinh, thủy tinh, linh thiêng mà đậm chất thơ. Vườn quốc gia Ba Vì có 1.209 loài thực vật, trong đó có 21 loài thực vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam như bách xanh, xến mật, phỉ ba mũi, rẻ tùng sọc trắng, hoa tiên, dâu hùm, kim tuyến. Hệ động vật với nhiều loại động vật quý hiếm càng làm cho khu rừng nguyên sinh Ba Vì trở nên hấp dẫn du khách. Núi Ba Vì tương truyền là nơi hóa thân của Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh, vị thánh đứng đầu tứ bất tử trong tâm thức người Việt. Đến đây, du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên, được hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận không gian yên tĩnh của đất trời nơi đây. Mỗi ngọn núi, mỗi nhánh sông, mỗi cánh rừng đều mang trong nó tâm thức và trí tuệ Việt Nam, là dòng chảy muôn đời cho thế hệ mai sau, một truyền thống tinh hoa người Việt theo dòng chảy của nền văn minh sông Hồng. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đến với nhiều điều thú vị ở các tập phim tiếp theo trong hành trình Di sản Thăng Long.